Thưa quý vị, đúng vào lúc 13 giờ chiều nay, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử hành trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng đồng thời được tổ chức tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tham dự lễ truy điệu ngoài gia quyến Tổng Bí thư có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương cùng với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong điếu văn tại lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban lễ tang xúc động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng, dân tộc và nhân dân. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản, tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình dòng tộc quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú. Điểm lại những dấu mốc trong cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Mãnh liệt truyền cảm hứng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân với tâm niệm danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng không ngừng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của Đảng, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh trí tuệ để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Xuyên suốt trong tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, nhà cộng sản chân chính, chí tình, chí nghĩa, luôn tâm niệm và yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân. Để tỏ lòng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn khách quốc tế và nhân dân cả nước đã cùng dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lần lượt đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Tổng Bí thư. Trong những ngày này tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 lượt đồng bào, đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, đã có gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang truy cập gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.